Lễ cúng 100 ngày ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, Mạnh Quỳnh thông báo vắng mặt vì một lý do. Gia đình ca sĩ Phi Nhung cùng bạn bè, đồng nghiệp đã tổ chức lễ cúng cho cô ca sĩ trong không khí ấm cúng, trang trọng tại Mỹ, dạng sáng ngày 3 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Lễ cúng 100 ngày ca sĩ Phi Nhung được gia đình tổ chức trang trọng và ấm cúng tại Mỹ và phát trực tiếp trên kênh Phi Nhung và Wendy Official. Bên cạnh đó, chương trình văn nghệ tưởng niệm cố nghệ sĩ Phi Nhung rồi ca sĩ Chi Di Phương Trinh dẫn dắt. Cô đăng tải nhiều hình ảnh về buổi lễ lên trang cá nhân cùng dòng thông báo. Buổi lễ 100 ngày tưởng nhớ Phi Nhung sáng nay đã diễn ra trong không khí thân mật và âm cúng như không thiếu phần nghiêm trang. Hôm nay Chi Di phải làm MC bất đắc sĩ cho chương trình nên không có thời gian chụp nhiều hình. Xin thay mặt cho cháu Wendy và gia đình chân thành cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ và những người mến mộ Phi Nhung đã đến và thắp nhang cho Nhung. Vì hôm nay vẫn là ngày cuối tuần của tuần lễ năm mới nên nhiều anh chị em nghệ sĩ còn kẹt đi hát sâu ở xa, nhưng cũng đã nhắn tin nhờ Chi Di thắp dùng nén hương. Cũng tại buổi lễ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như ca sĩ Phương Loan, danh hài Thí Nga, ca sĩ Quách Tuấn Du, đã đến để chia buồn với gia đình và thắp hương cho cô ca sĩ. Ca sĩ Phương Loan tâm sự mỗi lần nghĩ đến anh Tài là nghĩ đến Phi Nhung, người em rất là thân thương. Tính tình em dễ thương, gặp gì nói nấy không có cầu nể gì hết. Đến dự lễ 100 ngày của em làm chị nhớ em và chị mong là ở trên đấy. Em với anh Tài lúc nào cũng đàn hát vui vẻ, nghẹn ngào nhớ thương đồng nghiệp. Thật sự mỗi nghệ sĩ khi họ làm nghề đa phần đều có tâm nguyện sẽ trở lại với nghề. Thúy Nga mong Phi Nhung siêu thoát và sẽ trở lại, cũng sẽ là một ca sĩ rất nổi tiếng. Xinh đẹp như Phi Nhung ngày nào. Một người bạn, đồng nghiệp vô cùng thân thiết với Phi Nhung là ca sĩ Mạnh Quỳnh hôm nay lại vắng mặt. Tuy thế, anh đã nhắn đôi lời tới Chi Di Phương Trinh, xin phép không có mặt vì cả gia đình đang bị ốm mạnh quỳnh cũng có nhắn là cách đây mấy tuần có về kali hát và đã có đến đây người tâm sự cùng phi nhung rất lâu hình như có gặp xưa thầy đó là lý do tại sao mạnh quỳnh không có mặt tại đây mạnh quỳnh thì lúc nào cũng thương nhớ phi nhung và rất muốn có mặt chi di phương trinh thông báo ca sĩ phi nhung qua đời đã để lại rất nhiều tiếc thương cho người thân đồng nghiệp cũng như người hâm mộ phi nhung và mạnh quỳnh vốn là cặp song ca ăn ý hàng chục năm qua không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè tri kỷ với nhau. Chính vì thế mà Mạnh Quỳnh đã chịu tổn thất lớn khi Phi Nhung ra đi. Suốt thời gian dài, Mạnh Quỳnh chỉ mặc vest đen, thất cà vạt đen khi đứng trên sân khấu như một cách tưởng nhớ đến người bạn thân thiết. Nam ca sĩ cũng tránh thể hiện những ca khúc ghi dấu ấn của mình và Phi Nhung, thậm chí còn hạn chế song ca với các nữ ca sĩ khác. Có thể nói, Mạnh Quỳnh đã hành xử rất khéo léo không để những khán giả yêu mến Mạnh Quỳnh Phi Nhung phải thất vọng. Thời gian gần đây, Mạnh Quỳnh đang thu âm các ca khúc mừng xuân và có song ca cùng một nữ ca sĩ khác. Chẳng ngờ, khi một người trong ekip đăng tải bài hát này lên thì Mạnh Quỳnh đã nhận về rất nhiều bình luận chỉ trích, mắng mỏ anh, cho rằng Mạnh Quỳnh không nên làm như thế này trên trang cá nhân. Mạnh Quỳnh có tâm thư dài kể rằng, anh đã chịu rất nhiều áp lực khi Phi Nhung qua đời anh đã phải cố gắng nhiều để cân bằng lại mọi chuyện. Anh đã phải từ chối mọi lời mời song ca với nữ ca sĩ khác trên sân khấu. Bản thu âm nói trên cũng không phải do Mạnh Quỳnh đăng tải trên trang cá nhân của mình. Ấy thế mà nam ca sĩ vẫn bị một bộ phận cư dân mạng lăng mạ, phê phán dữ dội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.